Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một sáng có tên là Bitstore Airdrop. Thì nhận chương trình Airdrop này mình sẽ nhận được 400 token pin các bạn. Thì dự án này nó sẽ là đối tác của Binimon nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mà tôi đang tắt chatbot nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào continue lướt cấp tra này các bạn. 12 112. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi 76 90 112, đúng mà ta, bấm continue các bạn. 90 102 các bạn ơi, sorry các bạn. Quán rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller nè các bạn. Rồi các bạn join sao kênh group nè, các bạn bắt up lên join tiếp kênh seller nữa. Rồi ta, rồi xin kênh seller các bạn xin chào các bạn. Rồi bạn bắt up lên nè, tiếp tục follow tờ Twitter và report nè, xin tờ Twitter nữa các bạn theo dõi nè các bạn, bạn like nè các bạn, các bạn tờ Twitter các bạn like luôn đi các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè các bạn, rồi sau đó bạn bấm don thôi các bạn, rồi bạn bấm don luôn các bạn. Rồi sau đó các bạn điền là username tờ Twitter của mình nha các bạn, còng win v này nữa, chích các bạn mở tờ Twitter của tất cả bạn, các bạn dưới bức trang anata các bạn sẽ thấy được username của tất cả các bạn nha bạn, vì mình làm biến quay lại quá, còng win v này nữa chính nếu quay lại đi. Rồi tiếp tục bấm chọn tiếp kênh seller nữa các bạn, f6 bấm don các bạn. Rồi tiếp tục bấm copy địa chỉ với bên b sở mã trên bet 20 trên youtube led của tất cả các bạn nha các bạn. Kèo này mình thấy khá là ngon đó các bạn. Rồi sau đó các bạn dựng lên ghép mình chia sẻ trong bè những người thân để kiếm những tôi cần các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.